trình nó dưới nó có nước. Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Con sáng nay con mới vừa gặp mấy anh tại bến đò ấp 8 Tân Hành Bình. Thì ngồi chờ đò qua rồi mới đi qua bên kia. Bữa nay có anh Quẹo nè, anh Sơn nè, anh Cường với anh Bình Tòn nữa. Thì bữa nay đi đâu và làm gì thì gì vậy? Đây. Quay cái này chó không hả? Bữa nay đi đâu vậy? Đi xuống đi. Cắn hả? Để cho thử coi cắn hả? Đi xuống ăn định. Ăn định hả? Nó có giỏi. Nghe ăn định hơn. Tăng Trung. Tăng Tung. Tăng Tung. Tăng Trung. Ủa mình đi ngã này được hả anh Cường? Được. Ngồi ta. Đi thành phố đường này cũng được. Thành phố cũng được. Không biết không, nấu nào. Để kêu ông dẫn đường đi quá. Dẫn dẫn rồi. Chị trong con chưa biết nữa. Đi thành phố. Nào, hình nấu mẹ đi. Đi thành phố. Chị tên gì chị? À, em tên Vy. Chị Vy hả? Ừ. À, con mới xuống đây thì chị Vy thấy con hỏi phải con là chị của Dung không? Thì em nó khỏe chưa chị? Khỏe hơn nữa rồi, chị. Dạ hả? Em nghe Dung nói thì thằng lớn anh đó là học chung với Khắc Quy, thằng Quy á, bạn cũng mấy năm á, muốn Quy nó dẫn xuống mà. Đúng rồi. Chị bán vé số hả? Không, đây, cô này bán vé số. Vậy hả? Chị là thâu tiền đò. Vậy hả? À, chị thâu tiền đò. Vậy đò của chị hả chị? Chúng đò. Vậy ai lái? À, ông chồng hết. Dạ. Em có đi đò là chưa, em chưa đi đò của chị lần nào hết. Nhung có đi mà, Nhung với nhỏ em á. Chị mốt xuống đây á, người ta đi qua đi lại, người ta ngồi, người ta đi, người ta ngồi qua cho nó quen. Người ta ngồi qua, qua lại cho nó quen. Chuyến chị nhiêu tiền chị? Người ta đi có tính tiền. 1 bị bổ hả? Dạ. 4.000. Bổ 1.000. Còn đi xe không đa là 4.000. 4.000, 5.000. Còn đậu xe lỗi xong không tính tiền phải không? Còn lỗi xong nữa là vô tư luôn. Tôi để chiếc xe lên, tôi đi, tôi lội. Tôi đỡ tốn tiền. Nhà bên đó là của chị hả chị? Dạ. Đang xuống hả? Về chưa anh, về chưa? Ngập nước lên rồi chúng chúng lại. Phải nó ngập luôn hả chị? Nửa tiếng ngập luôn. Được. Nam lên. Dạ dạ. Ngập luôn. Dạ dạ. Ngập lên cái đường này. Giờ vậy mà còn ngập đó hả? Không, ngập nhà này nè. Ngập bên đây. Nhà em thấp. Giống như bên đó ngập. Bên đây ngập luôn hả chị? Ờ ghê vậy. Nước lên hả? Có ai gì đi lại đằng kia kìa. Đừng cho quay, chị đừng cho quay, quay mất bán ăn mất bán. Chẳng đỡ đâu. Anh kia có chợ hả vậy? Bằng kia có đồ ăn đã, còn đây chỉ bán bánh ngọt dạ. Không? Dạ. Hồi sáng là sáng đò nè chị. Ăn sáng á hả? Ừ, em ăn kiếm bánh mì hay gì ăn. Ờ, đằng chỗ chợ. Còn kia mua, đi như hồi xuống dưới mua. 4.000. Em đưa 90, 10. 200. Ai biết nó đụng mà giết bằng giết người không cần giết người không cần gom đau, ngày nào cũng đưa em gói gói vậy đứt cho lẹ. Sáng nay chú Tiến nghe kêu em gửi cho anh mỗi anh một gói ăn sáng. Chúc anh tổng cho cơm năng luôn được không? Được, ăn sáng cũng dữ rồi đó. Anh khỏi hút. Này là giết người không cần gom đau. Sao đâu có gâu luôn không? Đò đang chạy từ ở bên đó qua đây. Đưa người bên đó qua bên đây rồi đưa người bên đây qua bên đó. Mấy cô mấy chú cũng đang đứng chờ đò. Ủa sông này là sông gì anh Cường? Nhà dầm nước trong. Sông Hòa Lộc hả? Sông hầm luôn. Sông hả? Dầm nước trong nè. Dầm nước trong. Ngoài đó là mấy hầm luôn, đây là dầm nước trong nè. Mình
nướng nó đâu có chạy lên được, chỉ lên mà xong luôn này thôi, còn xong chiên thôi. Còn đây là thắng gì bóng cà hả? Kia. Hèn gì anh bơi quá xong này nổi hơn vậy. Xong này hả? Ừ. Phải nổi. Nổi hả? Nổi bơi thử đi. Bơi nổi chứ. Nổi. Ừ, anh bơi thử đi. Bơi tay không nha. Ừ. Ừ, anh bơi thử đi. Sao nó cắm bơi qua được mà. Hôm nay gửi. Lớn xong cả đám mình nữa. Xong cái cắm nó nhỏ, xong này nó bự hơn trong cái cắm đó nha. Nhỏ hơn mà. Chừng luôn cho nên là con ghé đứng lại con xin con coi. Thì mấy chú là đang đang thui con bò. Ừ, con bò bự quá chừng luôn. Ủa mình để vậy mình thui luôn hả chú? Để lâu thì thui luôn. Bây giờ cưng quay vậy là không thấy con bò một chút nữa. Lửa cháy xong rồi mới thấy con bò. Dạ. À. Dạ. Đây là sát khẩu bò. Tóc dạ. Lửa ra là mới quay nguyên con bò được. Dạ. Còn đây là lái bò. Tôi ghi lái bò coi. Đây là sát thủ bò. Dạ. Đây là lái bò. Đó là giới thiệu cho. Còn đây là súng lại là phụ phần bò. Còn đây là cho dai bằng nóng. À, vui quá chừng luôn. Mình đám cưới bên đàn tay hay đàn gái hả chú? Hả? Đám cưới bên đàn tay đàn gái không bằng bò? Đàn tay. Dạ hả? Kênh này kênh nào ạ? Dạ kênh Hương Vị Đồng Quê. Hương Vị Đồng Quê hả? Dạ. Không ta biết đang tìm lên đây xem đi. Dạ. Hương Vị Đồng Quê phải không? Dạ. Ở đám cưới lớn ghê luôn chú. Quay vậy về có lên tình hình không? Dạ có. À. Dạ. Vậy quay ông này nhiều chút. Chứ là gì lên tình hình chú ơi. Nhiều hết chú đâm không sao chết. Nghe cái lần ra đây quay là thấy bò hay không á. Mà đứng trong cái nhà kia. Mà nó
ấp Tân An, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Dạ. Mà ấp đây là ấp nhớ là ấp Tân An nha. Dạ. Thành phố Đề. Thành phố Đề. Thành phố Đề là sao chú? Thành phố Đề có nghĩa là hồi đó đây thùng quê biết không? Dạ. Em biết không? Dạ. Người ta đặt cái thành phố Đề bây giờ lên thành phố cao cấp rồi, không còn thành phố Đề nữa. Ở đằng đây thì con thấy là mấy anh đang chặt lá để làm cổng lá dừa. Cái này là lá gì nữa? Dừa á. Chú gãy có đây không anh? Dạ chú gãy. Ủa, chú gãy đây nè. Lộn. Tao chú gãy nè, ông bạn chú gãy. Đây nha. Cái cây này như cây này của chú rể. Dạ. Đâu phải mua vậy? Vui quá lắm. Dạ con ở bên ấp 10. Ấp 10 nào? Ấp 10 Tân Thành Bình. À, Tân Thành Bình Mỏ Cày phải không? Dạ. Rồi. Mỏ Cày Nam. Dạ. À, ông hơi lên, chú là ba chú rể ha chú. Ờ. Đám cưới mừng bò vui quá chừng luôn. Dạ đang có phim. Vui không? Dạ vui. Nào tới giờ con cũng mới thấy đó chứ. Con mới đã lại con coi. Để mấy anh kia đi lại kìa. Giá hụ nghệ thôi. Sổ cái quần xuống ai? Trời ơi, giày mình là chủ nhà, mình phải giày mấy ống xăng ống sổ mình mới đi mấy nỗi chứ. Vậy? Quay khúc lên không à? Tốn rồi đó, lấy giờ hoài đi tao. Dư quá. Xe cửa không mấy anh mấy chú dựng bít cái hàng rào luôn, thiệt là xa. Nặng dữ không anh? Con đi từ từ thôi, con đừng quay phim thôi. Giá cái gì mà lỗi gì á chú ơi, mấy ông này mặc quần dài hay mặc quần đựng đạp á, lá mười la hết à. Má cái mặt người ta với mặt trời, mặt bao nhiêu mặt trận. Chị tớ anh. Ở trai vậy làm gì? Hậu trưởng đây mình không quay gì trơn, quay vậy. Chồng vợ. Con mới cân xong. À, cái đùi mình cân ra từng phần luôn. Dạ, cân từng phần. À, cái đùi nó nhiêu chú? 41 kg. Được. Cái đùi thì xong xuôi hết rồi, là 190 bò. Thịt á, bột thịt ra. 190 cái thịt. Thịt á, bột thịt á nha. Dạ. 250 thì chưa tính xương nha. Thịt xong á là con bò này là 190 cái thịt. Dạ nhiều. Thịt tuột á nghe, tuột thịt á. Vậy là 250 thì còn 190. Ờ, 250 còn 190. Dạ. Còn xương mình làm cái gì vậy chú? Nốt súp rồi. Đủ hết, nốt súp. Cho nó ngọt ra nước á. Bò này mình nấu được mấy món hơn chú? Cũng nhiều món lắm à, 4-5 món à. Tái, rồi mé, rồi sóc, súp. Đủ hết trơn. 4 món. Bò kho nữa 5 món á. Bò này là 5 món. Chạy lại coi mấy anh mấy em ở đây làm cổng rào cái tới đâu rồi. Giờ mình ở đây mình bẻ lá ra hả cưng? Dạ gần xong rồi. Dạ tới chị chắc dạy tới chiều cũng xong à. Vô gì trái kéo quần lên. Ở đây là có mấy anh thợ rồi cưng? Mấy anh thợ làm cổng? Dạ năm có ba thằng mạnh sáng nhờ cái chết con. Năm người thợ anh đây phụ, mình nói sớm anh làm phụ hả? Dạ đúng rồi. Dư ha bạn chú gửi hả cưng? Dạ đúng rồi mẹ em chú gửi dạ.
đây con ly ra mới xỉu. Gom bia đi chứ. Gom bia lắm. Xe nhớ xe nhớ. Đây là cái tàu lá màu xanh, còn đây là cái cừ bắp chưa trổ ra cho nên nó có cái màu trắng hơn. Mấy anh này là mấy anh thợ. Mấy anh thợ này ở đâu lận? Thợ à. Anh ở đây hả? Đây là cái đùi sau con bò. Còn mằng anh nói em ăn mằng bò là xong rồi á, là anh em này nè, mấy anh em mằng phụ mằng bò á. Dạ. Rồi nhậu không trai không về. Giờ tối nay xỉn. À, bây giờ tới chiều là cứ mằng hết biết luôn. Dạ. Ừ, nhậu là mê man luôn. Nhậu chó lòng hả chú? Nhậu lòng bò. Ừ. Là bò lòng đó. Rồi xương, tối nay mới nhậu xương. Ừ. Tối nay là anh em lại phụ chịu, là bà con lại phụ chịu lại á. Dạ. Đám cưới á. Dạ. Nhậu cái dàn xương đó. Ừ. Còn bữa nay là bây giờ tới chiều rồi nhậu cái dàn lòng. Xong đó xuống quay chuyện lại luôn. Còn anh em là phụ quần bò á, là mỗi cái ai mà nhã nhất là chính sĩ. Chính sĩ á. Chính sĩ. À, chính sĩ rượu á. Ở dân đây nhậu dữ lắm. Thằng này không là mười mấy sĩ nè. Thằng này nè. Đi ra cát cái thèm rượu á. Lâu lâu mới lên được lần. Anh đi với ghe cát ở tàu cát ở sông á. Dạ. Lâu lâu lên uống mười mấy sậy á. Dữ lắm. Ông nói bậy vô bình luận chửi ông không có còn cái gì nữa. Biết chứ không? Mẹ nó uống dữ lắm. Dân mạng nó chửi dữ lắm. Chửi cái gì? Nó bậy nó chửi cấm đầu luôn anh ơi. Việt Nam nó mười sậy ra hai có 2 lít rưỡi chứ nhiều. Rồi. Là chú rể đâu rồi. Sọc sọc ngang ngang đó đó. Chú rể là chú nào rồi chú? Đang hỏi biết vậy. Sọc đen ngang á. Sọc đen cao cao hả chú? Ờ đúng rồi, kéo quần á. Đây là cha của chú rể nè. Hả? Chú chủ nhà. Mấy bữa rồi là đi phải kéo quần vậy nè, nó tụt quần rồi. Quá tay rồi. Thôi đang cứ vui quá chú. Vui quá chừng luôn. Khách mình là ở vòng vòng đây thôi hả chú? Ở xóm trong ấp thôi. Có mời ngoài ấp nữa. À, vậy một hơn 1.000 khách. Bên đàn gái qua đất nông không em? Đàn gái qua xuôi mà lên đất nông hả? Đất nông, ở đây làng tôi ở tận Ngọc Thai, bốn bên khách quý đường quần bài, khách bốn phương lắp lô lai là vậy, là bữa nay là lắp lô lai là cũng như là lắp tới lại là coi như mừng bò. Tôi ở tận Ngọc Thai là ở đây nè, bốn bên khách quý đường quần bài, tôi đứng chính giữa xung quanh hoàng tàu thị, khách bốn phương lắp lô lai là vậy, cũng như vậy. Cái phẹ giống như người Bắc vậy thôi. Ủa mấy tại Bắc ăn vậy không chứ đâu. Không vậy. Chú để hồi mấy năm trước. À dạ. Anh rồi làm cái bông. Lúc đúng chính xác à. Làm bông luôn nhìn nó đẹp hơn. Vui. Vui. Mấy cái lá nhỏ lên chót nè, hồi làm. Dục ngủ nè, biết. Nè chú. À mẹ em đang kiếm chưa có vợ, chưa vợ. Anh chị hai té chứ à. Cái đó là gục dạ hay gục non hả chú? Hay là vôi quét sơn nhà hả chú? Bỏ cái bao tử, sắc bao tử, mấy chú sắc bao tử nhuyễn, xả ra rồi bỏ vô vôi ngâm. Dùng của mình là đám cưới mần bò hả chú? Mần bò thường lắm. Thường thường nhà ai cũng vậy luôn? Cũng có một hai nhà nó cũng không có mặn. Dạ. Nhà nào khó khăn đó thì không mặn. Nhà nào có điều kiện dạ. Thì người ta làm bò, còn có làm heo. Dạ. Sau khi ngâm vôi được 5 phút thì mấy chú lấy ra cạo. Lấy ra cạo. Còn nếu mà mình không ngâm thì nó không đi hả chú? Đâu để đụng hồi đó mình ăn cái gì đâu mấy ông. Đang bỏ hết trọng luôn mà không có lòng nào đen hay bỏ mẹ bằng hết đi. Trời ơi vậy thôi chứ luôn. Mấy ông muốn vậy sao nãy giờ không ra. Trời ơi tôi lo mấy ông, tổng tôi lắc cục tôi luộc cho mấy ông chú rồi.
Nó bỏ ra máy bờ á. Vậy là nó sắc ra nó nói nhon. Mình để hay là kêu lòng đen còn mình? À, cạo kêu lòng trắng. Thì nó trắng rồi kêu lòng trắng. Vậy cái nào ăn cũng được. Cái nào được hết. Vẫn ngon. Cái đó là cái màu đen đen là nó tiếp xúc với cỏ hả chú? Ờ cái này nó to. Cái gì ăn ngon nấu cự lên cho tao biết tao bao nhiêu luôn. Chú ngồi cạo bao tử. Đám cưới ở đây vui hơn tên con. Đến không vui bằng này hả? Dạ. Có chồng chưa? Dạ con có rồi. Nè nè tưởng được chưa làm ai gì đây làm cưới vui. Chồng có chồng ngủ có sao này. Thường thường người ta hay mần đòi vậy luôn hả chú? Ừ, nay đám cưới mần đòi vậy. Vậy là ông đòn trước khi cưới vợ thì phải nuôi vài năm. Nuôi ông 8 thằng, ông nuôi 8 con trong hết. Để có hả? 8 con mà con này nhỏ con mấy con kia nữa. Mấy con kia còn tầm 3 tạ mưa. Bưng mò đâu đâu. Vì ở đây đám cưới vui quá chừng hết gì? Vui lắm, đám cưới ở đồng quê mà. Rồi mần bò đồ rồi anh em chồm sớm mà chứ nói gì đặt bàn khỏe. Mời hết ấp luôn hả? Hết ấp. Đặt bàn khỏe mà nhưng mà nó không vui. Rồi ở đây anh em thân thiện lắm, làm rạp đồ đó là người ta cũng tự chặt tàu dừa lá mình đè cái bên. Rồi cái mình đem vô làm cho anh em làm rà cổng vậy đó. Làm giùm. Làm giùm thôi. Dạ. Rồi. Rồi vui lắm ở đây nói chung mặn bò tại đám cưới này nè. Đây ở đây ai cũng biết làm cổng ha, còn thanh niên đâu có thanh niên nó biết chứ. Còn ở đây là cũng mần ở vườn này cái mình nuôi bò. Mần hai con heo con bò. Vậy là mình để chiều dành. Nay chiều nay đám chơi. Chắc lắm cái nhà giàu quá hả con. Nói chung giàu nghèo gì thì đâu phải đợi giàu mà mần bò đâu. Đám cưới mà mấy chục năm mới có một lần. Rồi số đặt bàn cũng có thôi. Vậy là mình biết nhà mình có con trai con gái chuẩn bị lấy chồng lấy vợ chồng rồi cái mình mua bò mình mua nuôi bò đi để sẵn. Không mà giờ đã số đặt bàn cũng có số đặt bàn. Đặt bàn cho khỏe. Nhưng mà ở nhà làm thì vui hơn. Ở nhà bà làm vui. Thì đây là tại đám cưới này mặn bò hay heo lên con đâu có vui như vậy. Thì vậy á. Ở đây là phong tục thường thường là mặn bò. Nói chung là cái xứ bò mà mần quê Bến Tre mà Mỏ Cày Nam nè. Dạ. Ở đây là Mỏ Cày Nam Bến Tre. Không biết là Tân Trung là xứ bò. Ấp Tân An, Tân Trung. Thôi dì đang định gì đi đám cưới đi nha. Rồi, dạ. Thôi với bye. Dạ con cảm ơn dì. Dạ. Con mới vừa lên tới mới vừa lọc lá nè. Đó. Xong rồi dẹp dẹp ở dưới ra nè. Đúng lúc đó còn mệt nữa. Bên kia có rễ không anh Cường? Có. Đó, hai rễ hai bên đó. Không có hai rễ đó sống. Rễ nào? Hai rễ dưới. Bên đó đó. Đây một cái. Hay phải nó một hai cái rễ ra ngay đây nè mới đẹp nè. Bên đây một cái nữa nè. Như chim cánh cụt mới đẹp. Mà đẹp cho đợi heo mình. Nó phải ra chứ nó mới ở cái tàn nó lại được chứ. Tàn cây gì cũng nặng nó có mạt không nước dữ ra. Tại vì nó khô không anh Cường, đẩy tân cầm cái mai lại hả? Một chút gì nước nhẹ có bầu. Mai này mai gì vậy bà ta? Mai sung. Mai sung là gì? Ông thân ra bông nè. Sung là gì? Mai sung. Thấy tổng thân cả bông không? Thấy. Đâu? Đâu? Đó bông nè. Có một cái mà. Ở đâu? Cái thân cả bông. Bông ra nữa thì cái. Lại bỏ mấy bông nữa. Đây nữa nè. Cái thân. Cái thân cả bông. Cái thân cả bông thì sao? Cái thân cả bông thì nó có bông. Có khác gì cái nhánh của bông không? Cũng hơi khác khác hả? Cũng hơi khác khác. Hết dập mấy cái gió này làm gì muốn chơi luôn hay gì nào. Cái mai này bề quạnh nó nhiêu hả anh Cường? Nó ra dữ không? Cũng được không? Người được rồi. Người thí nghiệm. Bề quạnh nhiêu hả? Bề quạnh này chai quạnh. 50 tới là tính tính cái khúc này hả? 50 tới lại.
hơi gì? Mình không bứng hả anh Cường? Cường ơi, mình không bứng hả? Chừng nào mới bứng? Mấy ngày nó khô, nó vũ nước nó đâu cũng bầu. Vậy là mưa, đất này là đất cát. Rồi trời mưa thì nó thấm nhiều quá. Rồi cái bầu không có bứng được trời mà trời chừng nào trời bớt mưa không mưa rồi mới bứng. Rồi mượn mướn gặp căn ai chắc cứu. Giờ mấy anh căn bạc tùm cái gốc cây mai lại. Làm cho chừng nào ráo khô mới bứng được. Cái kia túng qua nữa được á. Tùm đụng dũng nước đọng lên được mà đụng mà tùm cho nước được ấy thôi. Tòng ơi. Đứng thì cái bầu em sợ không sợ mà nó lỡ cái bầu. Lỡ cái bầu. Nhưng mà cái bầu cái bầu. Đứng cái chậu chẳng mạng cái hết đất người ta luôn. Nhưng phải cái em làm. Gì? Cái tủ hết rồi. Tủ là ở nào rồi? Bự cho nó. Như bàn tay người. Cái nghe cây mai này như tiền không đâu. 45 triệu. Vì chỉ cho con coi cây mai này hơn tốt cho con nữa. Đây là cái cây mai nó tỏ bông vàng thì coi nhiều luôn. À, anh Cường đã bận không có áo đầm cho cây mai. Ở đây đất dòng mới cát. Sợ nó lỡ ra hầu nó còn cái rễ không á. Lòi chè hả? Lòi chè. Về cái đó ngâm rượu. Giờ ở ngoài trời mưa rồi cho nên là quấn cái mai lại về mấy anh vô uống nước được mưa. Mình Tòng với anh Cường á mướn cái này kia bằng cái gì anh Cường? Cái rạp. Cái rạp đặng che cây mai lại để sợ trời mưa. Vậy hả? Nước quá. Ở đây là dòng hả? Hả gì? Dạ. Cái mai này là của ông bác hả hả gì? Ừ, có người anh thứ ba chị kế bên đây. Dạ. Cái mai này ông trồng bao lâu rồi vậy? Hôm nay còn có chục mấy năm gì rồi, cũng lâu lâu rồi giờ chứ nhớ nữa. Cũng có nhiều người đi ngang đây thấy cũng khoái. Muốn mua à? Không bán. Bữa nay ổng mới bán cho anh Cường này. Con này con không biết chơi mai, con đi theo con chơi vậy thôi chứ con đâu biết chơi mai. Nãy giờ tại không có mưa lớn. Ở đây mình đất thấp quá hả gì? Ở đây đất mưa với cái tầng mình không có đổ đất nhiều quá, rồi trời mưa nó ngập nên ngập vô nhà luôn á. Hả? Mới hôm đó mưa rồi nó ngập vô nhà luôn. Hả? Cái này là mưa lớn là nó tàn vô nhà. Con thấy ở trong nhà con chó nó nhảy ghế nó nằm chứ nó đâu nằm dưới nền đất đâu. Bị nền đất nó ướt lạnh lắm á. Nước tạt ra rồi lấy dãy nắp đồ nhúng nước nhắc ra. Dạ. Chảy vô con nè. Nè con chó nó nhảy ghế nó nằm. Có ăn chưa?